Công Vinh đi học làm huấn luyện viên. Cựu thủ quân tuyển Việt Nam Lê Công Vinh tham gia khóa học huấn luyện viên chứng chỉ C do VFF tổ chức tại Pleiku, Gia Lai hôm 12 tháng 9. Trong buổi học đầu tiên, lớp trưởng Công Vinh thay mặt tập thể cảm ơn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, VFF, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tạo điều kiện tổ chức khóa học. Anh cũng cảm ơn hai giảng viên Koshida Tekesi, giám đốc kỹ thuật VFF và cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức, thành viên hội đồng huấn luyện viên quốc gia, đã chia sẻ những bài học, kinh nghiệm quý báu. Khóa đào tạo chứng chỉ C là khóa học khởi đầu cho sự nghiệp huấn luyện viên. Học viên được tiếp xúc với cách thức tổ chức cơ bản trong bóng đá, hướng nhiều về công tác huấn luyện cầu thủ trẻ. Khóa học kéo dài khoảng 13 ngày, yêu cầu học viên có tối thiểu 85 giờ học thực hành và lý thuyết. Lê Công Vinh sinh năm 1985 tại Nghệ An, được xem như một trong những cầu thủ xuất sắc trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh là tác giả của bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, qua đó giúp Việt Nam lần đầu tiên vô địch đấu trường Đông Nam Á. Công Vinh hiện giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam với 51 bàn thắng sau 83 lần ra sân. Cựu chân sút xứ Nghệ 3 lần được nhận quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Sau khi giải nghệ năm 2016, Công Vinh mở học viện bóng đá trẻ mang tên CV9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 3 năm nay, học viện CV9 đã được kết nạp là thành viên của Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.